Mỹ nhân hoa ngữ đoạn thần thoại dưới trời tuyết, nhiệt ba xuất thần, số 13 gây lũ vì quá ngọt. Những khoảnh khắc dưới trời tuyết của dàn mỹ nhân hoa ngữ luôn khiến người hâm mộ phải suy xoa vì quá lung linh và xinh đẹp. Thứ nhất, địch đệ nhiệt ba trong An Lạc Truyện. Phương diện cổ trang vẫn luôn là điểm tranh cãi đối với nhiệt ba. Trong thời gian gần đây, cô nàng sinh năm 1992 đang chứng tỏ mình không hề thua chị kém em khi diện trang phục cổ trang. Trong loạt ảnh mới tại hậu trường do đoàn phim An Lạc Truyện đăng tải, nhiệt ba diện y phục đỏ rực vô cùng bắt mắt, tự tin khoe góc nghiêng thần thái giữa trời tuyết trắng xóa. Địch đệ nhiệt ba gây bão mạng xã hội khi thách thức màn đêm của phim trường An Lạc Truyện, nước da trắng ngần tỏa sáng giữa trời tuyết rung động lòng người. Thứ hai, Bạch Lộc trong trường Nguyệt Tận Minh, châu sinh như cố. Tạo hình của Bạch Lộc trong dự án trường Nguyệt Tận Minh gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Nữ diễn viên được khen là rất hợp với trang phục cùng kiểu tóc trong các phim cổ trang. Trong lần tái xuất này, Bạch Lộc có màn kết hợp với nam diễn viên là Vân Hy, bạn diễn của cô trong phim Ngôn Tình, Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương. Cách đây vài ngày, webbo đoàn phim trường Nguyệt Tận Minh vừa đăng tải loạt ảnh hậu trường của Bạch Lộc. Ngay lập tức, ngôi sao châu sinh như cổ đã nhận được cơn mưa lời khen vì tạo hình xuất sắc. Trong loạt ảnh, Bạch Lộc diện trang phục xanh lá, tự tin khoe trọn góc nghiêng cực bén giữa trời tuyết. Dương Mịch trong Thần Điêu Đại Hiệp. Dương Mịch là một trong những mỹ nhân gây tranh cãi nhất của làng giải trí hoa ngữ. Nhan sắc của người đẹp nhiều lần bị thồn thổi, đã qua phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên hoàn hảo như hiện tại. Tuy nhiên, khi những tấm ảnh cách đây 15 năm, người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận cho rằng năm xưa dù rằng Dương Mịch sở hữu gương mặt khả vương, nhưng nét đẹp của cô lại trong trẻo, dễ thương, khác nhiều so với hiện tại. Nhan sắc xinh đẹp của Dương Mịch thời đóng vai Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp, cô nàng sở hữu đôi mắt trong veo, sống mũi thon gọn và đôi môi chúm chím. Khoảnh khắc xinh đẹp lém lỉnh của cô nàng Quách Tương Dương Mịch trong Thần Điêu Đại Hiệp, khán giả nhận xét đây là lúc mà Dương Mịch thần thái tinh nghịch, diễn như không diễn. Châu Tấn trong Như Ý Chuyện. Phong cảnh Châu Tấn bước đi dưới trời mưa tuyết kinh điển trong hậu cung Như Ý Chuyện từng gây sốt trên mạng xã hội, leo lên tận top 1 hot sốt, thu hút hàng chục ngàn lượt quan tâm. Triệu Lệ Dĩnh trong Thục Sơn Chiến Kỳ. Triệu Lệ Dĩnh cũng từng khoe sắc đẹp mê ly dưới trời tuyết trắng xóa với bộ trang phục xanh lam lãng mạn trong bộ phim Thục Sơn Chiến Kỳ. Nữ thi trong bộ kinh tâm. Nhắc đến mỹ nhân khoe sắc dưới trời tuyết không thể không thiếu